Thưa quý vị và các bạn, qua hơn một năm đưa vào sử dụng, ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số, đã và đang phát huy hiệu quả. Ngay cả những người cao tuổi, nhóm người vốn được coi là gặp nhiều hạn chế trong việc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh, cũng đánh giá cao ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số. Chuyển làng chuyển phố kỳ này với tiểu phẩm Có VSSID thì lo gì tuổi tác sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Mới cúng ông bà xong. Tết hết rồi. Chúng ta bắt tay vào việc thôi. Phải nói cái mùa Tết này nó yên lành sao đâu á. Tai nạn giao thông thì cũng giảm, không có tai nạn nghiêm trọng. Các ca nhiễm Covid cũng giảm. Các tệ nạn xã hội thì cũng là không có thấy xảy ra cái vấn đề gì. Bà con thì ăn Tết rất vui vẻ, ở xa về đây ăn Tết cũng không có gặp phiền hà gì. Nó an bình mà nó hay quá trời quá đất, nó là một cái Tết rất là nhẹ nhàng. Uống viên thuốc huyết áp cái đã, đi làm. Ủa? Tết trời, bữa giờ mà ham ăn Tết, quên lãnh thuốc. Chà, giờ phải lấy cái thẻ bảo hiểm y tế rồi đi lãnh lãnh thuốc uống chờ. Chủ nhà đi đâu mà vắng tanh vắng ngắt vậy nè? Đi lãnh thuốc anh Tư ơi, tới được rồi. Chờ chút vậy, tôi đang tìm cái thẻ bảo hiểm y tế. Mệt ghê vậy anh này nè, quay qua mất thẻ, quay lại không thấy thẻ. Ngồi xuống đây tôi chỉ cho. Bực mình ghê, bữa trước là tôi đi khám bệnh rồi bây giờ tôi nhớ đem cái thẻ bảo hiểm y tế vô trong đây. Vậy mà bây giờ tìm hoài không thấy, cái đầu óc già nó lẩm cẩm thôi không tìm hoài không thấy. Rồi bây giờ lại phát mất mất công là báo mất thẻ rồi phải đi xin thẻ nữa. Mệt ghê đó. Anh có điện thoại di động rồi đúng không? Ủa sao chị hỏi vậy? Tôi có trước chị mà. Không có gì mà tự nhiên hết đấy anh à. Sao? Đây nè, tôi đây nè, đó sao? Anh coi nè. Là đó. Sao? Là sao? Còn sao với chân gì nữa? Anh cài ngay cái VSSID gì đó, khỏi mất thẻ anh ơi. Ủa ít nhá gì ở đây chị, là sao chị nói vậy tôi không hiểu hết trơn á. Trời ơi, đây là ứng dụng số của bảo hiểm xã hội. Mỗi lần đi khám bệnh hay là chữa bệnh gì anh không cần cầm theo cái thẻ. Ủa? Anh chỉ cầm theo điện thoại thôi. Anh chỉ mở VSSID đây là xong đó. Không cần nhớ là mình cắt cái thẻ bảo hiểm ở đâu đó. Tôi đã cài đặt rồi đó. Bữa giờ đi khám bệnh, đi lấy thuốc, trời ơi tiện lắm anh ơi. Ủa mà chị bữa nay chị có bình thường không vậy? Tôi bình thường chứ có gì đâu không bình thường. Mà sao tôi thấy chị có vẻ không bình thường? Tự nhiên chị nói cái gì đâu mà đi khám bệnh là không có cần thẻ bảo hiểm y tế đó. Mà chỉ cần cái điện thoại vô rồi bấm quẹt quẹt là được khám bệnh rồi được phát thuốc. Chị nói cái gì mà tôi không hiểu nổi đâu. Anh già lắm cảnh rồi, không bắt kịp đời đại. Mấy cái người mà ở trong câu lạc bộ hưu trí của mình á, người ta đã cài ứng dụng này hết rồi. Bà này bà mạnh miệng như thế này chắc là có thể tin được. Nhưng mà cài đặt như thế nào chị giúp giùm tôi được không? Thiệt tình á, tôi cũng không biết. Tôi nhờ cái cháu Linh mà bên mà bảo hiểm xã hội á, nó hướng dẫn và nó cài đặt giùm đó. Vậy mà chị làm như là như chị biết, tôi cứ tưởng. Nhưng mà anh yên tâm, con bé này nó nhiệt tình lắm. À vậy hả? Nhờ nó một cái là nó hướng dẫn cho mình ngay anh. Ủa vậy hả chị hả? Chị liên lạc với nó rồi, nói tới đây nó cài giùm tôi được không chị? Có cái này đi khám. Anh khỏi lo, chờ tôi một chút. Để tôi gọi cho cháu ấy nghe. Rồi, chị gọi đi. Chà, nếu mà đúng á, như cái bà hàng xóm của tôi mà nói á, thì rõ ràng cái này nó tiện quá, thấy không? Không cần cái thẻ nữa. Cái gì mà ít nháy nháy vậy, ít đây đi vậy, hay quá chứ. Anh Tư, anh thật là may mắn á. Con bé nó đang hướng dẫn cho chị Sáu ở bên khu phố 8 á. À vậy hả? Cho nên tôi gọi có cháu nó qua liền á. Hay quá, ngồi đây. Dạ, chào chú Tư. Chào con. Chú nghe cô Bảy này là nói là... Con à, chú Tư á, mắc thẻ bảo hiểm y tế. Đúng rồi. Cho nên đó. Con làm sao mà cài đặt cho chú Tư đừng có mắc thẻ nữa con. Là cái cài gì vậy? Cài SSS. Để mà VSSID. Con nhớ
con hả? Trong điện thoại á. Cái đó con. Dạ. Thì cái ứng dụng này á ra mắt từ cuối năm 2020. Ứng dụng VSSID đúng rồi. Là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay thế sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy, cung cấp cho người dân các dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng. Tiếp theo nữa là thực hiện công khai, minh bạch việc đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này đó cô chú. Đó, đó, anh thấy chưa? Tiện lợi lắm á anh. Hay quá, con nói tiếp đi con. Dạ, trên cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ghi rõ đây nè chú. Sao con? Dạ, đây nè, con có đem theo tài liệu nè chú. Con đọc luôn cho chú nghe con. Dạ, thưa cô chú, VSSID là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ cá nhân của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với ứng dụng này, người tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh, cập nhật các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi được hưởng khi đi khám chữa bệnh, biết rõ lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của mình, đồng thời dễ dàng theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lịch sử hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như hàng tháng, một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, điểm thu hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân liên quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chù chà, quá nhiều tiện ích vậy hả con? Dạ, cô chú biết không? Đến nay á, toàn quốc đã có khoảng 23 triệu người tải và đăng ký tài khoản sử dụng VSSID. Nhiều ghê vậy không vậy? Đúng rồi. Qua khảo sát cho thấy, có đến 71% người dân được hỏi đã có những nhận xét tích cực về thái độ phục vụ của cán bộ bảo hiểm xã hội, hài lòng về thời gian thực hiện phê duyệt tài khoản, việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID được thuận tiện, dễ dàng. Giao diện của ứng dụng VSSID là đảm bảo thân thiện với người dùng luôn đó chú. Nó hay, sao đâu á chị á. Đúng rồi đó anh. Cái này tôi biết. Tiện lắm anh Tư à. Từ ngày mà tôi cài đặt mà VSSID này nè hả? Là tiện ID đúng rồi. Đó, tại vì tôi biết cái từ tiếng Anh tôi hơi bị khó đó, anh thông cảm. Đó, để cháu nó giải thích anh biết mà. Đó thì như tôi này tiện tặng này không cần cầm thẻ bảo hiểm y tế. Không cần luôn. Chỉ cần cái điện thoại tới. Vậy đó, người ta cài cho mình rồi. Nhanh chóng lắm anh, mỗi thứ rất là nhanh, không có không có phiền phức một cái gì hết. Nhưng mà chị, có thiệt không vậy? Cái anh này. Sao? Tôi nói có sách bách có chứ. Ủa vậy hả chị hả? Chờ tôi một chút, tôi mở điện thoại cho anh coi. Đây. Đó, ngày khám chữa bệnh của tôi gần nhất đó là ngày 14 tháng 2 năm 2022. Với căn bệnh là hen suyễn. Mã vạch đó là cái gì đây anh? Y45. Hèn xuyến. Tổng chi phí hết đó là hơn là 1.3 triệu đó. Hiện rõ luôn ha. Đó 1.3 triệu đó. Rồi. Đó, các chi phí dịch vụ này. Rồi. Đó, chi phí thuốc điều trị, chi tiết đơn giá này. Đó, số lượng thành tiền này. Đó, rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu anh ơi. Bây giờ thì tôi tin chị rồi. Đúng là tôi lạc hậu cổ lỗ sĩ quá, không biết là khi chừng nào tôi mới ngang bằng chị đây, không biết nữa chứ. Được rồi, anh đưa cái điện thoại của anh cho cháu nó cài cho anh đi. Vậy đó. Đây con điện thoại, chú mở khóa rồi con cài giùm chú đi con. Dạ rồi, để con cài cho chú luôn nha. Mà cô chú có biết không, cái ứng dụng VSSID này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là tiếp tục lọt top 10 các ứng dụng miễn phí được yêu thích nhất trên kho ứng dụng App Store năm 2021 đó. Đó, anh thấy chưa, ngang tầm quốc tế đâu phải vừa đâu anh. Dạ, đúng rồi đó chú à. Ứng dụng VSSID là vinh dự nhận giải thưởng thực tiễn hiệu quả tại hạng mục công nghệ thông tin cho ứng dụng trên điện thoại thông minh do ASSA trao tặng nữa đó. Ngang tầm quốc tế rồi, tôi phải giới luôn rồi. Hay quá ha. Dạ đúng rồi đó cô chú, không chỉ là vương tầm quốc tế đâu mà là những nhóm người cao tuổi á. Như chú này. Dạ đúng rồi, là những cái nhóm người đó là thuộc cái nhóm là gặp nhiều hạn chế trong cái việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh á. Chú có rành đâu con cũng đánh giá cao luôn đó chú. Vậy hả? Đánh giá cao cái ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số này luôn đó cô chú. Hay quá ha.
rồi đó con. Câu lạc bộ hưu trí của cô á cũng 100% dùng VSSID. Đó đó, phấn khởi lắm con ơi. Xét ra tôi là cái người là lạc hậu nhất á. Dạ, đây nè, con cài xong cho chú luôn rồi đây nè. Dạ, chú coi đi, em coi thử đi. Chú coi thử, chú vào xem thử đi chú. Đây là đúng tên chú rồi nè. Dạ. Bây giờ mình lướt mình xem là cái lần khám bệnh không con? Dạ đúng rồi, đây nè chú nè. Số bảo hiểm rồi luôn không con? Dạ, đúng rồi, bác sĩ. Thẻ bảo hiểm y tế của chú này nè. Đó. Đúng tên đó nè. Trời ơi, như vậy là gọn ghê, nhanh dễ bấm rồi nó ra liền hả không con? Dạ đúng rồi, dễ lắm chú. Vậy mà lâu nay cảm ơn con nhiều nha. Dạ, không có gì đâu chú. Đây cũng là trách nhiệm của con mà. Chỉ mong là cô chú hưu trí nè hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội nhanh chóng tiếp cận và sử dụng ứng dụng để gọi là hưởng các cái lợi ích mà ứng dụng đem lại cho mình. Hay quá. Có VSSID thì ngại gì tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Tìm Hiểu Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã hỗ trợ thực hiện chương trình này. Quý vị và các bạn có thể xem lại tạp chí Tìm Hiểu Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp trên website ninhthuantv.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình này kỳ sau.